Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy cùng với bạn của Happy sẽ gọi là chơi sinh tồn nè. Bạn của Happy mượn nick của chị Panda chơi chung với Happy nè các bạn ơi. Đó rồi, giờ bạn đi theo mình nè bạn. Rồi giờ Happy sẽ chỉ bạn này đi chặt cây nha. Giờ bạn đấm vô cái cây nè. Đó rồi bạn. Giờ bạn chặt cây cho mình đi. Giờ mình đi chặt cây bên đây. Để cho bạn nó chặt bên đó đi. Happy chặt bên đây. Rồi được hai cục gỗ rồi nè. Ba cục. Rồi thêm cục này nữa là 4 cục. Rồi xong cục cuối cùng nè. Không phải cục cuối cùng đâu mà nhiều cục lần đây lắm. Đó qua đào luôn. Trời ơi mẹ này. Happy ui tên Kiều nghe. Đó để cho bạn nó giữ đi. Happy nha. Happy bào gỗ. Đi. Happy kêu bạn nó đi. Hello, đừng có quánh qua ông nha, quánh qua ông là mình bay á. Đó. Đó, bạn làm được gì chưa? Đặt bàn chế tạo ra cho bạn chế đó. Mình làm được cái rìu rồi nè. Đồ, hay, Happy sẽ làm cái cúp thôi. Happy không làm cái rìu. Happy làm cái rìu đá cho nó sen. Đào cho nó nhanh chứ cái rìu gỗ đào không có nhanh. Tại vì tốn gỗ nữa. Nhưng mà bạn phải chế cái cuốc. Chế cái cuốc chơi vậy? Cái cúp đó đó. Cúp. Thì đó. Chế cây cấp trước mới đào được đá chứ. Thôi hay bị chế cây cấp trước mà. Như vậy. Trời ơi, có trứng nè. Tanh kiệu gà nha. Oh my god, ở đây có quá là nhiều nhiều động vật luôn nè các bạn ơi. Rồi bạn kia mất tiêu rồi. Đó, ui có trứng nữa nè các bạn ơi. Chờ chốt để đi quýnh mấy con này cái rồi quanh lại. Bờ mày. Ui ui con cù hay gì vậy? Tưởng là con cù. Con cụ đi, cụ đâu rồi cụ? Con cụ ơi, trời trong đây không có cụ rồi. Trời ơi, không có cụ rồi. Trời ơi, đó. Hello con heo. Ở đây buổi tối à? Đúng rồi, tối sớm á. Nhanh quá. Trời ơi, nhanh đói ghê, mới đi coi chút xíu mà đói. Đó, thôi bây giờ mình với bạn của Happy sẽ đi xuống hang để mà nha. Mong là đừng có zombie. Có zombie nè, bay à. À, 3 cục. 4 cục, 5 cục, 6, 8 luôn rồi. Ok, đủ rồi. Đủ rồi lên. Như đây đủ làm cái lò. Gà này đi ra coi. Đủ làm lò luôn. Xong, đặt cái lò đây. Đó, để gậy vô đây. Xong nấu thịt. Rồi để hai cục gỗ vô đó đi. Ok, đó. Rồi xong, chờ cục thịt nó nấu. Ok, đã nấu xong thịt rồi các bạn ơi. Trời ơi, có đồ ăn rồi. Đã quá à. Cô xin một cục nha. Cục gì? Cô xin một cục thịt. Trời ơi, lấy đi. Ok. Ôi, trời ơi, nó không có cái con gì nữa. Đói nó lông. Đó, hai cục nè. Ủa lông, một cục lông. Happy bị lốt bạn ơi, Happy sẽ chờ cho nó đủ nha. Giờ bạn ơi, bạn đi quýnh gà đi. Đừng lấy thịt gì vậy. Ôi, trời ơi, đi đốt cái cục luôn. Ok. Đó còn hai cục thịt heo á cho bạn ăn nè. Đó quăng nè, quăng trứng nè. Đó cho trứng á. Ok. Ê đừng có gì, đừng có quýnh á, đừng quýnh á. Để cho nó sống đi. Hello cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao đi theo Happy hoài đi. Ok không có. Hello gà. Có zombie kìa bạn ơi. Đâu zombie. Zombie ở bên kia kìa. Zombie đâu mà zombie, nó ở xa mộ. Trời ơi tối mà. Ô gọt máy. Hello gà, cho xin miếng thịt đi gà ơi. Bầm tối quá rồi. Tối hả? Đúng rồi. Tối rồi đi đánh zombie. Có zombie kìa. Hello, what do the name con giật. Oh my god. Mấy con nó tự spam ra luôn các bạn ơi. Ok. Có mấy con. Có Ripper. Oh my god. Hello Ripper. Vui ha. Đừng. Dạ. Oh. Rồi, okay. Chết Ripper bạn ơi. Hello xì ke. Trời ơi, xì ke chạy nhanh quá rồi. Chạy xì. Xì ke. Trời ơi nó bắn rồi bạn ơi. Ây da, tự nhiên đi qua thật không á. Xì ke. Xì ke. Happy không có đuốc. Xì ke. Trời ơi. Ây da, chắc bây giờ Happy phải đi xuống hang đi mai quá. Happy không có đuốc bạn ơi. Đồ cái hang ở đây, cái hang này. Trời ơi quá giật đâu mà quá chừng vậy. Chạy xuống hang trốn đi. Xuống hang nó tối thui hả. Thôi rồi để Happy tìm hang cho coi. Đây hang đây các bạn ơi. Rồi xong xuống hang rồi. Ok luôn, bây giờ Happy sẽ chế tạo đó, Happy sẽ chế tạo đuốc nè các bạn ơi. Đó, đặt cái đuốc ra. Wow, sáng ghê. Sáng rồi. Chưa có sáng các bạn. Nhưng mà ở dưới đây nó sáng, thì có đuốc rồi. Đúng rồi. Ở ngoài còn tối, nhiều zombie á. Đúng rồi. Ở dưới đây đúng cho nó
an toàn. Rồi bây giờ bạn đào giùm mình đi, đào than giùm mình đi. Ok. Mình đang bị thiếu thờ. Mình đang thiếu than á. Bây giờ lộn. Đó, 15 nước luôn. Đã không, đã không? Này ba, than nè. Đó, than đâu than? Trời, hello zombie nha. What's your name bạn? Bạn từ đâu đến vậy? Bạn ngoài đời đến hả? Là ông ngoài đường đến hả bạn? Đó, giờ mình đi lên bạn. Mình đi lên, mình lấy cái bàn chế tạo. Đi. Ok. Tối quá, cắm nút. Bây giờ mình gỡ hết hồn mấy con này. Chơi kia kìa, để mình giết nó cho. Chơi kỳ nha, đang đào quá. Đào quá. Đang đào. Trời mấy con này đi ra coi, đang đào sắp xong rồi. Còn đúng một máu bạn ơi. Rồi xong. Ok bạn ơi, mình hồi sinh ngay chỗ này luôn. Để bây giờ mình đi xuống hang. Sắp chết rồi. Đi xuống hang nè. Oh my god. Hang bên đó. Một bài zombie luôn. Bạn đi xuống hang đi bạn ơi. Bạn nhảy xuống hang đi. Không, mình lắp lại á bạn. Nhảy xuống là ngụm củ tẻo luôn. Đó. Rồi để mình lắp lại cho. Trời ơi. Ui mấy con này chết ơi. Chết kỳ quá à. Bạn đâu rồi? Chạy vô. Lắp lại. Trời ơi bạn lắp chút gì vậy bạn? Ôi mày đi, đi xuống đi. Ui đi xuống đi bạn ơi. Ui đừng cục nữa. Đừng cục. Giờ sao thoát được? Không sao, giờ mình đào đi. Giờ mình đào. Bây giờ là ông chưa. Đó. Mình có một miếng sắt nè. Miếng sắt đâu, miếng sắt bạn? Đâu? Đây. Ở tối đằng kia mới có sắt. Oh my god. Chắc mình đi ra ngoài quá rồi. Ở đây hai bên thấy nó không có an toàn. Bây giờ lộn. Nhưng mà ở ngoài kia có nhiều zombie lắm. Ừ. Ở trong đây. Tự nhiên đi. Trời ơi, bạn còn gỗ không bạn? Còn nè. Cho còn mình có mấy ván gỗ à. Gì mà ván gỗ, khói gỗ. Mình lắp gỗ mới đúng chứ. Trời ơi, quên nữa, tự nhiên đi dục. Đi tái chế cái cấp. Ô, mà đá hồi nãy Happy bị gom hết luôn. Đó, trời ơi, còn đúng một cục thịt luôn. Oh no. Ba nè, rồi xong còn hai cục nữa. Boom, xong. Hai gậy nha, một gậy làm kìm. Rồi một gậy thôi, để mình chế tạo. Một gậy nữa là còn que không? Cho mình xin một ít đi. Để mình chờ chút nha. Đó, xong. Rồi, đây nè, que đây. Chờ chút. Đó, chế tạo que cho luôn nè. Đó. Ok, cảm ơn bạn nha. Cho luôn cái đó. Ôi lộn. Rồi bây giờ mình đi xuống đây để mình đào đồ khác. Mình đào nha các bạn. Dở chứ mình đào than. Ở chỗ này đặt bị ló rồi nè. Đặt nó bị đầm. Đặt nó bị ô về. Chỗ này hết ô về rồi. Xong. Đào. Giờ mình đào than. Giờ đi đào than rồi. Gì? Cho bạn kia kiếm sắt nè. Ô, đào được sắt luôn á. Xịn. Hồi nãy mình thấy có sắt á thì mình đào luôn. Đừng có làm mấy cái kích sắt với lại rìu sắt nha. Để dành đừng mình làm xô á. Thời nãy mình làm đủ kiếm. Làm xô luôn. Nhưng mà làm kiếm để đánh zombie ở ngoài kia nữa. Ừ đúng rồi, làm không kiếm để phòng thân đâu. Trời ơi, ở đây than quá trần luôn. Ước chị kim cương nó cũng nhiều bằng than vậy. Xong đào nè. Bạn còn đồ ăn không bạn? Hết luôn rồi. Hết đồ ăn hả? Ăn đỡ thịt zombie. Cái gì vậy? Mình còn hai cục thịt gà nè. Ôi trong người bạn có nhiều đồ xịn quá hả? Đậm luôn. Đâu bạn cục thịt gà nè. Đâu tâm kiều. Ừ đáng lẽ Happy còn cục thịt á. Mà Happy lấy kề luôn. Đó, chế tạo cái đuốc nè. Trời ơi, được 41 cái đuốc rồi, bây giờ đi may. Cái đó đừng cột rồi bạn ơi. Không, để Happy may. Đào luôn hả? Đúng rồi, đào luôn. Đó, đào xuống nè. Không biết ở trên sáng chưa ha? Ừ. Chắc mấy chưa con sáng ở trên kia nó lộng hành quá. Là gì vậy bạn? Là ở trên đó, nó chiếm cái khu ở trên đó luôn rồi. Ờ. Thôi bây giờ đi lên đi ha. Ok. Đi lên đi. Cầm đi kiếm sắt lên nè. Giờ mình ăn thấy bạn. Đó. Chuẩn bị phóng nè. Ủa hình ở đây còn gỗ là nãy mình lắp nè. Đúng rồi. Nãy mình đi đào gỗ chỗ ấy. Chị Dư. Ở đây còn hang nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên lên trên đây. Ủa, sáng rồi bạn ơi. Ừ sáng lâu rồi mà mình đi lên mình thấy trước bạn luôn á. Ở trên đây hồi nãy là nó lộng hành nhiều quá. Ừ. Bây giờ hết rồi. Mình đi tìm đồ ăn á. Zombie nó bay hết rồi bạn ơi. Ôi, có mấy con bé heo kìa. Heo. Cho xin miếng thịt bé heo đi. Xin bé heo mấy cục thịt. Đó, xin bé heo được 5 cục thịt cho bạn nè. Cho bạn 2 cục, mình 3 cục. Okay. À thôi cho bạn cục này tại vì hồi nãy là mỗi mỗi người 3 cục là ấy.
đi chặt cây nè bạn ơi, chặt cây đậu rồi quên nữa. Chặt nhiều gỗ luôn nha bạn. Đó, hồi nãy không có rìu. Hồi nãy không có rìu thì đào chậm lắm. Ủa lộn, chặt chậm. Bị lố. Đó, bây giờ để đây. Rồi, Happy sẽ chế tạo cái bàn chế tạo nè. Rồi sao bây giờ Happy? Quên chưa. Nè 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 các bạn chế tạo nè, làm thuyền nha. Giờ mình làm thuyền, bạn khỏi làm đi bạn. Ok. Rồi sao mình làm xong rồi nè. Rồi bạn đi ra đi. Đó. Rồi bây giờ mình đi. Rồi bạn bạn đi lên mình chở bạn nè. Đó. Rồi xong tới chỗ rồi nè, mình đi tiếp. Ok. Nó hơi giỡn á. Cái hồ này đẹp quá. Có mấy con rùa kìa. Đâu con rùa đâu? Rùa đâu mà rùa? Đâu? Rùa bên kia kìa, bên cái đảo nhỏ á. Ui, vậy hả? Ui có cá nữa nè. Wow. Đang nấu thịt. Ok, mình làm thêm cái lò nữa. Đó, cái lò nè. Rồi, bây giờ bạn chế, giờ bạn chế nha. Giờ mình đi. Yeah. Các bạn xem thì em vui lắm ha. Wow, rất là vui luôn. Một khoảnh khắc rất là vui. Gì ở đó vậy? Bạn muốn lại xem không? Để mình xem thôi. Một khoảnh khắc rất là vui. Bỏ ở dưới đó luôn. Rồi, ở ngoài đó. Trời ơi, một đá đống cát ở đây luôn mà. Thôi, bây giờ mình đi. Cho đi bạn lên. Cục thịt nè. Gì? Mình mới nướng được cục thịt. Ok, thank kiều nha. Thôi, nướng cho mình với. Ê, đúng đặt ủ à. Ủa, mình nãy giờ mình đặt lộn á. Happy đặt. Đó. Happy ăn miếng thịt vô cái đờ quá các bạn ơi. Đời quá. Ăn nữa, trời ơi, sao không no luôn đi. Thôi, bị tức. Mình đi săn cá. Ăn săn đi. Mình không thích đi săn mà mình thích đi săn săn. Có cái heo dưới đây nè. Mình chỉ thích đi săn xe. Nhìn cái heo đâu mà. Ôi. Mình chỉ thích đi săn xeo thôi. Giỡn à. Ôi trời ơi, mấy cái này làm được cái táo bẹ. Táo bẹ được làm. Mình lấy táo bẹ mình nướng lên mình ăn được. Ừ, cá heo bảo vệ cho mình đó bạn. Nãy mình bị ngọt hở cái cá heo. Ủa lộn. Đó các bạn thấy gì chưa? Cá heo nó tăng tốc độ bơi cho mình á. Để mình bơi lên trên nhanh hơn á. Bây giờ Happy nè, bị kẹt dưới nước nè. Cứu Happy đi, heo cá ơi. Đó, 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 thấy chưa? Nó ngồi lên bờ cho mình luôn. Trời, cá heo tốt ghê. Tốt bụng quá. Cá heo nó tưởng mình là đồng loại của nó đó. Nên nó mới cứu mình đó các bạn. Các bạn nghe chị nói chưa? Nó không có cái này. Đó. Trời ơi, đã chưa? Đào thêm mấy cục này cái đã. Rồi, thôi đi lên bạn. Đi lên nè. Lên gom mấy đồ này đi. Đó, để mình gom cho. Có cái heo rồi bơ dưới kìa. Thôi đừng có đụng, đừng có đụng tới nó bạn. Ui cá heo quá trời luôn. Ê hết hồn con cá này. Lên bạn, lên lên trời ơi. Rồi nghe đó, quăng cái nó ra đi, quăng cái táo bè ra. Cái táo bè này ăn được á. Bè tạo. Ủa đâu ăn được đâu. Quên, mình chưa nấu lên rồi nè. Mình nướng lên ăn được hả? Đúng rồi, nhưng mà hồi được ít thức ăn á. Vậy hả? Nhưng mà mình cũng thu hoạch đi. Nhưng, đúng rồi, nó hồi được ít thức ăn với lại tốn nữa. Tốn mà, tốn sắt nữa. Ủa lòng cũng tốn than chứ lộn. Nhưng mà than mình chỉ cần đi xuống dưới hang á, mình đào là được rồi. Ừ. Với lại cái này á, mình nấu lên á, xong rồi á, mình chế ra một khối tảo bẹ á, xong rồi mình xin nấu nhà. Được sắt nữa. Ủa vậy hả? Hay vậy? Xong rồi á. Thôi giờ hay bị đổi. Xin lỗi. Nó còn lâu hơn là than nữa. Lâu hơn là than. Nó xịn hơn than á. Tức là nấu được nhiều đúng không? Đúng rồi. Ok, giờ lên bờ này đi. Đi bạn ơi. Để chút. Đó. Để mình, ui nấu được luôn nha bạn. Happy nấu coi. Ủa coi bạn ở đâu vậy? Mình ở ha. Ở bên trong đây à, mình thấy rồi. Mình ở đâu mình cũng biết được. À đây trời ơi, mình biết cái tảo bẹ khô này mà bạn. Trời sao hồi nãy bạn không biết? Trời ơi, cái tảo bẹ khô mình biết mà. Trời ơi, làm như mình không biết. Bạn biết, biết sao bạn nói bạn không biết? Tại vì mình quên á. Không biết, không biết đâu. Đó, chia nửa nửa hay gì nè. Rồi xong, bây giờ bạn đứng đó bạn chờ nha. Giờ mình đi kiếm cùn. Kiếm con cùn. Ok. Mà ơi, mình không cần làm vườn mà mình cũng được chứ. Mình cũng chơi tới sáng được mà. Mình ở trong hang á nhớ không? Nhớ chứ. Chứ hồi nãy mình nhưng ở mà trong hang ở trên đây mình phải lắp hết mấy cái đường thông qua bên ngoài á, không là á mấy con zombie á nó đi vô được á. Mình hiểu ý bạn rồi, giờ mình xây nhà trong hang. Tại vì Happy thích ở xây nhà trong hang đó bạn biết không? Mình đâu có biết đâu. Mình không, bạn không biết luôn á. Đúng rồi. Mình xây nhà với cái cây nè. Vậy cũng được. Đó vậy nè.
Rồi xong, xong căn nhà đó. Nhà bạn xịn thế. Đúng rồi, nhà mình là xịn nhất thế giới. Để mình đốn một cái cây của bạn ấy. À gì vậy, cây để che nắng che mưa. Ừ, để như đây. Cây của bạn nó bị cục rồi. Ừ, cây của Happy. Bạn đục luôn cái cây rồi. Chứ bạn đục luôn cái cây của Happy nghĩ sao mà nó không hư. Đó, đó à, trời ơi, cái gì Happy đâu có đục. Hồi nãy bạn đục ra xong rồi bạn mới chui vô đó được. Không phải, trời ơi, cái cây nó bay trên cái cây á, thật ra là nó vậy nè. Mà Happy đào lấp đất ở dưới á, chứ Happy đâu có đục. À, trời ơi. Nãy mình tưởng là cái cây nó nằm ở dưới xong rồi á, bạn đập ra. Ừ. Thôi giờ dọn mấy cái này vô nhà đi các bạn. Ok. Còn bên có mình các bạn. Đó. Trời ơi, hai các bạn chứ tao dữ vậy trời. Oh no. Để mình mở rộng cho. Ok, bạn mở rộng để mình làm cái xẻng nha. Mình không biết bạn mở rộng sao luôn. giờ em sẽ làm thêm cái cửa. Ôi là không. Ừ đúng rồi, cái cửa đúng rồi. Bị lớn nha. Mà cái nhà của mình nó nhỏ quá, bây giờ em sẽ mở rộng cái nhà ra. Đây có cây xẻng nè. Đó. Bạn mở. Ê khoan, đừng đo, được rồi. Trời ơi, bạn đục đâu mà xa như vậy bạn. Bạn lục lắm quá. Đó. Thôi về là được rồi đúng không? Đục con sâu tí đi. Đó, vậy nè. Đó, vậy đó. Rồi sao không đào thêm cái nữa. Bên đây nữa. Ui, bên đây bạn đục rồi hả? Đúng rồi. Hay đó. Nhưng mà phải làm cho nó cao 3 block á. Nó cao 1 block. Thì mình dọn cho nó gọn lại cái. Ừ, dọn đi bạn. Đây, để mình. Mà nhớ đặt lại nha. Dưới này đó, ai già lấy đuốc. Trời ơi, ngồi Happy nhiều đồ quá. Đó, lụm lại đuốc cái. Rồi xong đặt ở đây nữa. Rồi trời ơi, nhìn cái nhà, nhìn hàng. Bạn có thấy cái nhà mình đẹp không bạn? Đẹp chứ. Nhà mình là đẹp nhất thế giới luôn. Bạn đào luôn thang đi. Đây có thang nữa nè. Tí mình làm luôn cái chỗ đi mai. Ê, lắp gỗ uổng á bạn ơi. Uổng gỗ lắm. Mình có nhiều gỗ mà. Ủa vậy hả, vậy bạn lắp đi, mình làm chỗ đi mai cho. Đó, bây giờ Happy sẽ làm cái chỗ đi mai nè. Đã đào thang ở dưới đây các. Ok. Nếu như mà đi mai xong rồi thì tự biết. À quên, đi mai xong rồi có cái rương á, bạn mở cái rương á. Ê, bạn ơi, bạn để bạn đặt ra cái bàn chế tạo lại cho mình đi. Từ để mình lên. Bạn đấy. Chơi xong mà bạn chơi luôn cái bàn chế tạo luôn rồi. Đặt bên đây nè. Ở đây để mình đặt cho. Rồi đưa mấy cái lò đây, đưa mấy cái lò đây. Mình đặt cho, mình tìm chỗ đặt cho nó gọn lại các bạn. Trời ơi, nãy chế tạo. Ôi trời ơi, nhiều như vậy. Oh my god. Quá trời luôn. Đó. Đặt ở đây. Nãy mấy cái con cá heo nó trơn của mình bớ rồi. Cái trơn của bạn hả? Xong rồi nó còn đẩy lên trên mà nước nữa. Nó chơi kỳ quá ha. Nè, giờ để mình chế tạo cái rương cho. Cái rương. Oh no. Trời tối rồi, gom gỗ lẹ ra, gom gỗ lẹ cái. Đốn cái. Để mình chế cái rương cho. Chừng mấy con dâm bay. Trời ơi, bạn chế tạo cái rương rồi đó hả? Đúng rồi. Nè, để mình chia nha. Cắt đồ cho nha. Trời trước đó, ở bên đây là cái chỗ đồ đi mai ở bên đây nè. Đồ đi mai là ở đâu rồi? Đồ đi mai ở bên đây, chỗ đẩy đá của mình á. Đá, ừ đúng rồi. Đúng rồi, ok. Ây dạ. Để mấy cái khối, đúng không? Đúng rồi. Còn ở bên đây là chỗ để khoáng sản với lại thức ăn. Đúng rồi, mấy cái bờ lóc để một bên đi. Đó, một mấy cái bờ lóc mà mình chia. À đây, đó, mấy cái đồ ăn Happy sẽ để đây. Để mình nướng đồ cái. Ừ, ok bạn. Đó, Happy sẽ bỏ mấy cái thứ mà không cần vô đây. Ờ, chắc mình ăn tàu bẹ đỡ quá. Ê, tàu bẹ để ở đây đi bạn ơi. Để mình nướng cái. Ờ, khỏi nướng rồi bạn ơi. Không nướng đi sao ăn nè, đau bụng. Ừ. Đau bụng á. Đúng rồi, đau bụng á. Mình sẽ để cái này ở đây, rồi cái sạn để trong người luôn, để dành để giữ. Rồi, ok, xong. Rồi bây giờ mình và bạn của Happy sẽ đi mai. Đi run mai rồi. Hồi nữa về là có tàu bẹ ăn luôn. Đúng rồi, hồi nữa lên là có tàu bẹ ăn. Đó. Bạn đi đào bên đó này để mình đào bên này. Ok, mỗi người đào một bên đúng không? Đúng rồi. Trời tối quá, nhớ đi đặt đốt lên nha bạn. Ui, có đá đẹp quá nè. Đá quá đẹp luôn. Ờ, à, đi nha cánh nước ơi. Oh my god, đốt xuống cái hang rồi bạn ơi. Ui, để mình qua coi. Để nhảy xuống đi. À, thôi. Ơi, rồi sao mình lên? Bạn ở dưới nghiêng ngang để mình lên cái. Mình lên đi xuống sâu hơn coi coi có sắt không để mình đào. Okay. À có xì ke. Ở dưới còn hai con Reaper kìa, nó sắp lên nổ banh sát mình rồi. Oh my god, trời ơi. Ghê nhảy. Thôi bạn đi lên đi. Để mình đặt cầu thang mình quá. Lên. Ê bạn, bạn đứng đó đi bạn. Để mình đặt cầu thang cho bạn. Ờ, cầu thang dây á.
Trời ơi, để Happy chế tạo con AI. Nó khôn quá. Shipper thông minh lắm bạn. Không phải tụi mình là thông minh đâu. Rồi xong để mình đào xuống cho bạn. Nè, đừng xuống ở đây nè bạn. Ủa lộn, đừng lên chứ. Rồi mình thấy đặt cái đuốc là mình biết bạn đâu rồi. Ê, đây là chỗ cũ nè. À đừng. Ây da, sorry. Mình bị lú. Lên đây bạn. Ủa Ripper kìa. Bây giờ xuống cho liền luôn bạn. Thằng ơi kìa. Liều, trời ơi. Trời. Rồi luôn bạn ơi, bay rồi. Trời ơi, mất luôn cái chỗ rồi các bạn ơi. Mà hai bên nhớ đường này, đi lẹ. Đi thôi. Đi, trời ơi. Mất xì ke nữa kìa. Trời ơi, mất bắn mình rồi. Trời ơi, bây giờ mình đã bóng vô mông mình rồi. Kìa nha, mình kìa bạn ơi. Ui, sao ở đây tập hợp cùn quá chừng luôn. Lấy cùn. Lấy lông bạn ơi. Bùm. Trời ơi, vừa lấy lông được mà. Còn vừa... Có con cùn con này, tội nghiệp quá à. Đánh nó luôn bạn. À, xì ke nè. Ui, á. Xì ke kỳ quá, đi bắn con cùn tội nghiệp á. À mà quên, mình cũng bắn nó vậy đúng không? Ủa, mình... hai con Ripper kìa, coi chừng nó nổ nhà mình á. Oh no, nó không qua được đâu bạn ơi. Thôi đi vô nhà nấp. Nấp. Bạn được mấy len rồi? Mình mới được có 3 màu len luôn. Oh my god, bạn 3 màu len luôn. Không có đủ. Bạn hay nhở, bạn có 3 màu len luôn. Hay quá. À, bạn ơi, bạn có cái giường chưa? Hồi nãy mình chế được cái giường rồi. Đâu? Để mình đặt ra cái. Ok. Đây. Oh my god, cái táo mẹ phô đen luôn. Để ngủ cái rồi. Ô, trời sáng rồi bạn mà ơi. Bây giờ mình đi qua mình đánh mấy con. Ê, khoan. Bạn ơi, giờ bạn nhấn vô cái giường một lần nữa đi bạn. Ok. Rồi, chiếc bon cái giường rồi. Để mình qua mình đánh con Ripper nha. Ok luôn, cho mình qua chơi á. Ây da, ui nó sẽ gỗ. Rồi, sao banh luôn. Ê, cái gỗ luôn nè. Cái gỗ, nó nổ banh luôn, cái cây gỗ luôn. Nó tặng mình luôn. Tặng mình gỗ luôn ha. Tốt bụng ha. Đúng rồi, tốt bụng ghê. Trời ơi. Thôi bây giờ mình đi xuống mình may. Mình may tiếp đi. Đúng rồi, mình may tiếp. Nè đó, đi xuống cái chỗ này nè. Thì đi may nha bạn. Ô sắt nè, trời ơi, giàu sắt luôn. Nhà mình nhiều sắt lắm. Đó, giờ Happy đặt đuốc ở đây. Rồi, trời ơi, chỗ này là mình đi rồi đấy bạn ơi. Đó, đây là chỗ hồi nãy mình trốn nè. Hello Ripper. Mà thôi, mình không nên giỡn với con Ripper đâu. Đó, ai da. Giờ bây giờ Happy sẽ đi ra làm sao kia. Sao cái chỗ này nè. Trời ơi, nó tối. Ê, à, chỗ này có sắt nè các bạn ơi. Chào bạn ơi, đi xuống đi nào. Hang cục rồi bạn ơi. Ừ, hang cục rồi, trời ơi. Cục gì mà cục quay. Đúng rồi, ở bên đây còn một thứ nè. Hồi nãy có hai con Ripper dưới đây nè. Ủa, có hai con Ripper. À, trời ơi, mình biết. Đó, giờ bạn xuống đánh nó đi. Ây da, trời ơi. Ôi, xì ke. Ke le te nè, cho ke le te. Zombie kìa, bạn đánh zombie đi. Giờ mình đi đọc sắt. Hello zombie nè. Xuống. Trời zombie. Giờ bạn đi rồi đi, mình tìm một nẹ. Đâu. Hang to bên đây nè. Mình cũng có nguyên cái hang luôn nè. Ờ, mình thôi, chỗ của mình bị ngõ cột bạn ơi. Ê, cái cốc của mình sắp hư rồi bạn ơi. Bạn có bị gì vậy? Bạn đâu rồi? À, mình mất máu quá trời luôn. Oh my god, gì hả? Đây mình xuống mình cứu bạn nghe. Đó, cho bạn đồ ăn nè, bạn ăn đi. Trời ơi, mất máu quá chừng luôn ha. Đúng rồi. Sắp đi rồi. Bạn sắp đi rồi, bạn sắp đi gặp ông bà rồi. Nên bây giờ Happy sẽ bà đang quấn tay mình ở trên kia kìa. Nhưng mà mình đã từ chối ông bà. Trời ơi, thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đào sắt nha. Rồi, đó, đặt xuống vậy nè. Đó, đặt đường xuống. Có con Ripper ở trên kia kìa. Có Ripper. Hello Ripper. Thôi bây giờ Happy đi vô nhà nghe. Happy đi về nha. Hello. Ripper. Con Ripper. Ui, nó không nhìn mình luôn bạn ơi. Nó không thấy bạn luôn. Nó kỳ cục á. Đứng trước mặt nó mà nó không thấy. Ừ đúng rồi. Trước mặt nó mà nó không thấy. Kỳ quá. Cho nó nhìn thẳng vô mặt mình luôn mà nó không chịu nhìn. Đúng không? Chơi kỳ. Nè, thôi giờ đi lên nè bạn ơi. Dưới đây lại hoàng một hồi Ripper nó lại nữa á. Đào đây ra nữa. Sắp hơn cái cấp rồi. Bây giờ đào trên đầu nữa. Đây nữa. Bây giờ phóng lên. Phóng lên nha.
Giờ Abby nhớ đường về nhà rồi. Oh my god, Zombie đang đứng chờ sẵn hai tụi mình để đi về nè bạn. Hello, vui không Zombie? Vui không? Đừng đánh Abby nha. Đánh Abby để Abby đánh nè. Để mình lên mình đào nốt luôn. Ừ, để đào nốt không phí. Ừ, ok. Trời, Abby lên nhà trước rồi đó nha. Abby đi vô nhà đây. Bạn đi về đi bạn ơi. Ok. Ôi trời, hết hồn. Bạn đứng sau lưng Abby luôn hả? Đó, ăn vô. Bây giờ mình lên mình nấu sắt đi. Đó, lên nấu sắt. Mỗi người nơi nha bạn. Đó, mình cho bên bạn kia nha, mình ở bên đây. Ok. Không nhà lỗ bên nữa. Oh my god. À, Abby sẽ nấu. Abby là bên 14 đó nha. À, đây, 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 đây. 11 sắt lên. Cho bạn nè, đó, bạn 15, Abby 14 sắt. Oh my god. Ôi lộn, than. Bị lố, bạn ơi. Trời ơi. Trời tối chưa? Chưa tối nữa hả? Ừ, mình hết chưa gỗ tối rồi. Tối. Mình đi ra mình chặt gỗ hết. Ừ, ok bạn. Đó, giờ Abby sẽ làm cái viền. Các bạn biết Abby làm gì không? Không biết đúng không? Bạn cũng đâu biết đâu đúng không bạn? Đúng rồi. Giờ mình làm gì vậy? Mình làm cửa sổ. Mém xíu mình quên luôn rồi đó. Làm cửa sổ đi, mình còn nhìn ra ngoài nữa. Mình có Zombie không? Đúng không? Chứ không là mình không nhìn ra ngoài, mình đâu biết Zombie đâu. Cái mình tâm nên là mình để mình sửa lại cái cửa đi. Ừ, cái cửa này vô duyên quá. Đúng rồi. Đưa mình cái cửa đi bạn. Hả? Đưa mình cái cửa đi. Ok, để mình trả bạn cái cửa. Đây cái cửa nè, đó, cửa đó. Ok, để mình đặt lại cái cửa. Cửa kỳ quá. Đó, đặt lại cửa đi bạn. Đó, Abby mới sửa lại nè, cưng chưa? Đó, quá đẹp luôn. Đây nhà đó. Giờ, ê, giờ cái nhà của mình á, mình sửa lại bằng đá đi bạn. Bằng đá hả? Nhà nhìn dở luôn. Nhà nhìn đất dở quá. Giờ mình chỉ đào mấy cái này ra thôi, xong rồi mình để đá vô. Đúng rồi. Đó, trời ơi. Dãy đá nhìn cho nó đẹp. Đúng rồi. Có nên chặt cái cây ở trên không mày? Thôi chặt cái cây để cho nó dịch. Mình chặt cái cây đi, xong rồi á mình trồng lại cái cây mới ở trên. Nó thôi, quá. Để cái đó đó cho nó dễ thương đi. Nó để đang mình trồng cái mới. Hả? Để mình trồng cái mới. Thôi, để nó đi, để cái đó cho nó đẹp. Hay bị thích cây lùng. Cây lùng lùng nhìn nó cho nó dễ thương đi. Ồ, sắt nấu xong rồi nè, mình lấy giùm bạn luôn. Bạn 8 khối sắt nè, trả bạn 8 khối sắt nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi đó. Ok, được. Rồi, giờ còn cục sắt trong đó đó, bạn cho bạn. Ồ, bạn okay. Lấy luôn vậy mình lấy. Mình định lấy luôn mà, bạn lấy luôn rồi. Kệ đi, rồi xong. Bây giờ Abby chỉ đi đào đá thôi. Abby đang cực đá các bạn ơi. Mình đá chế dụng cụ khác. Ok bạn, đi ra quên. Mà mình không có đủ. Không đủ gì bạn? Mình không đủ sắt. Cục sắt hả? Mình bạn có cần mấy sắt? Abby cần làm cúp sắt nè. Ok, hai cục. Hai cục à? Hai cục gì? Thiếu hai cục sắt. Hai cục sắt. Oh my god. Abby sẽ đặt lại cái chỗ này. Rồi xong. Để mình xây lại cái nhà đi. Bên đây nhìn nó én quá. Đó, vậy đi. Rồi, oh my god. Thiếu đá này. Bây giờ quên làm đá nữa trời ơi. Thu gọt máy. Ơ gì vậy bạn? Sao bạn làm vậy? Abby định làm cho nó cao ra. Ờ mà thôi, làm cao ra uổng lắm. Đó, oh my god. Đúng rồi. Mình chặt cái cây ở trên đây. Chặt cái nào anh? Cái cây mà không phải cái cây mà ở trên cửa đâu. Cái nào? Có một cái cây nữa. Ở đằng sau. Ừ, Abby biết cây đó ạ. Ok. Bạn còn một cục sắt không? Hả? Bạn còn một cục sắt không? Cần. Mày đưa sắt cho mình là mình lấy. Chứ mình đâu thiếu đâu. Thiếu gì bạn cho mình lấy. Đó. Cho mình một cục đi. Cho bạn một cục sắt. Đúng rồi. Ok bạn, chờ chút. Để mình chế tạo cái. Để mình tỉa cái cây ở trên. Tỉa cây trên đúng không? Đúng rồi. Ok, một cục thôi hả? Cho ba cục luôn nè. Đó, okay. Lấy đi. Abby sẽ làm cái kéo. Và cái xô. Oh my god, vừa đủ luôn. Ui, mình thiếu rồi. Thiếu gì vậy bạn? Thiếu sắt. Thiếu gì chứ? Sắt hả? Sắt. Thiếu sắt là bao nhiêu sắt? Mình thiếu một cục hả? Một cục sắt. Đúng rồi. À, mình thì hết sắt rồi bạn ơi. Vậy thôi đi. Sorry bạn. À. Tỉa cái cây ở trên cái. Cho okay. Nó đẹp. Đang tỉa đi. Giờ Abby sửa cái chỗ này lại. Ê, không hồn. Lọt. Bạn đứng ngay đó mình đâu biết đâu. Em mượn bạn đứng đó chị. Trời ơi. Ồ dạ. Trời ơi, sao bạn tỉa cái cây đó? Trời ơi, cái này dễ thương. Sao
mà bị tỉa. Rồi thôi đi ngủ bạn ơi, vô nhà ngủ. Ê mà chưa tối. Từ từ để mình đốn. Hay đâu mà đi 7 giờ tối đi ngủ. Đó, giờ Happy sẽ đàm lại cái nóc. Sửa cái nóc lẹ đi bạn ơi, không mấy con nhân bi nó lại nó trơn cái nóc mình á. Từ từ để nóc trơn, cái nóc này đẹp lắm luôn á. Nóc phiên bản rất cực mạnh. Cái nóc này là nhìn ra ngoài được luôn. À, hiểu cái nóc gì rồi các bạn. Các bạn biết cái nóc gì thì nhớ một lần nha. Đó, không cho anh Giang mà cho giúp qua nha bạn. Happy cũng biết nóc gì vậy đó. Nhưng mà Happy không có nói cho bạn biết đúng không bạn? Đúng rồi. Đó. Rồi, ok. Rồi xong rồi nè. Rồi bây giờ là các bạn thấy rồi đó, đúng chính là lóc. Ây da, chính là lóc lá. Các bạn đâu chơi tua qua đâu. Chơi tua qua là trên Giang đúng không bạn? Đúng rồi. Thôi bây giờ Happy sẽ đào cái chỗ này ra. Rồi xong. Ê Happy, ê Happy có lá nè bạn. Lắp lại luôn ha. Lắp lá lại đi. Mình đặt cái lá đúng một cái lá luôn là ra luôn cái tế táo nè. Oh my god, hay vậy. Có mình hên không? Hên. Ước gì táo đi không bạn. Mình hên hoài. Rồi đào chỗ này ra đi. Để mình giờ đặt mình đặt mấy cái nẻ này. Đặt đá, oh my god đá. Oh. Lặp lại đá ở đây nè. Giờ mình đi xuống. Ok. Ok. Ok ok. Oh my god. Đất gì mà rớt xuống nhà. Ở trong đây còn. À, ở trong đây còn xương nè. Đâu, xương đâu? Để mình bón cái cây luôn. Ừ, bạn bón đi bạn. Bạn bón cây đi. Trời ơi, quá trời đất luôn các bạn ơi. Cái cây đẹp quá. Bạn ra đâu? Bạn xem đi. Oh, cây quá đẹp. Để mình đặt cái bục này ra nhé. Cây quá đẹp. Ê, ê, vô nhà bạn ơi. Lẹ. Con như bi kìa. Để Happy làm cho bạn. Đây. Ê đi ra. Ủa, đi. Con như bi nó cầm cái kiếm sắt kìa. Oh my god, thôi đi ngủ bạn ơi, đi ngủ. Trời ơi, như bi đang ở gần, mình phải ra mình phi nó. Thôi, ra chiến luôn bạn ơi. Chơi kiếm sắt thì Happy với bạn cũng chơi kiếm sắt mà. Lo gì vô ngủ lẻ vô ngủ. Rồi, nó mà ôi lỗ hoài luôn. Oh no. Còn như bi nhiều lắm bạn ơi. Oh no. Trời ơi, quá chừng nhân bi luôn. Ây da, trời ơi, nó đánh đau quá. Chết rồi. Oh my god. Úi da, zombie. Trời ơi, còn đúng nửa máu luôn. Oh my god, bạn nó la quá chừng luôn kìa các bạn ơi. Thôi mình ăn vô. Bạn nết, bạn ưa chưa bạn? Chưa bạn ơi. Dai dữ à. Mình còn 2 máu à. Bạn còn 2 máu mà bạn dai. Mình giết hết mấy con zombie rồi. Rồi thôi đi vô ngủ lẹ bạn ơi. Mình chiến không? Chiến. Ê ê, quên đóng cửa lại, dậy đóng cửa cái. Không zombie nó vô nó phi nữa. Trời sáng rồi, coi có zombie không ra phi nữa. Ờ à, thôi, hay zombie nó không có. Ờ à, bạn ơi. Hả bạn? Bạn có gỗ không? Bạn đặt nè đi. Nè, giờ bạn đặt cái lớp đất đi, bạn đặt gỗ đi. Ok, cho nó đẹp quá. Đúng rồi. Thôi, đặt cục đá vô đi. Thôi, ok. À. Trời ơi, nhìn hài ghê. Còn giống ngọt tóc á. Ừ, tỉa tóc cho nó. Thôi đừng tỉa nha bạn. Nhảy xuống đi. Á, à, gì vậy? Ừ. Ơ bạn đánh cho mình đi luôn đi. Bạn đánh cho mình đi hả? À? Ờ, mình đánh cho bạn đi hả? À? Rồi, à, được bạn hồi sinh đó đúng không? Mình phải không có đồ không này bạn ơi. À, rồi. Không, không có mất hết đồ. Cái này không có mất hết đồ bạn. Cái này không có mất đồ. Đó, cho bạn đòn đó. Ủa lộn, cho bạn thịt đó. Ok. Để cũng vô bóc đồ được á. Ây da, sao mà để bờ lóc bên đây vậy? Thì bỏ đại vô á. Trời ơi, bờ lóc thì bỏ riêng, đừng dễ phân biệt nha. Ok. Ê, giờ mình trồng ruộng đi. Ok luôn. Tại vì giờ nhà mình nó thiếu ruộng. Đó, lấy bột xương nữa nè, rồi lấy sẻng nè. Có xương nè. Đó, ừ, Happy lấy xương luôn rồi. Lấy thêm nhâm gỗ nữa nè. Mình ui, vừa đủ luôn. Oh my god. Mình vừa đủ chế được cái cuốc luôn nè. Mém xíu mình đi nói là đi làm cái nhà vệ sinh. Tự nhiên Happy đi nói kìa. Mém xíu mình làm cái chỗ trồng ở đâu? Nè, cái chỗ trồng ở trong nhà đó bạn. Tại vì mấy cái khu đó nó không có rộng. Ok. Đó. Kiểu như là nó bị da hẹp hẹp á. Ừ đúng rồi, bạn đào ra đi. Bạn đào cho nó sâu sâu quá nha. Đào 3 bà lóc nha, cao 3 bà lóc á. 3 bà lóc đó. Đó. Đó, nhưng mà chừng nào mình kêu dừng là dừng nha bạn. Chứ không phải là bạn đào tới chừng nào mà bạn đào nha. Banh hết map luôn.
Thôi bạn ơi. Rồi, được rồi. Đưa đi. Ê, đọc thêm được đi, đọc thêm một block. Đó, mình đào như đó đó, bạn đào đi. Rồi bây giờ Happy đi ra ngoài, Happy múc nước nha các bạn. Cái sạn của Happy. Ê bạn ơi, cái sạn của Happy xài được lâu lắm nè. Đó, cho bạn xài á. Cho mình bạn còn cái sạn mà bạn. Cho mình cái sạn một độ bền. Cho bạn đào. Mình sửa luôn cái sạn của mình. Ghép hai cây lại. Ghép được không? Mà ghép á. Ừ chứ. Vậy bạn ghép đi. Ghép rồi. Rồi xong. Ừ đúng rồi, bạn nghĩ đó. Bây giờ Happy đào bên đây ra cái. Đặt cái xô nước ở đây đi. Hả, xô nước đâu? Nước ở giữa. Ở giữa đây đúng không? Ở giữa bên đó đó. Đây đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ Happy ra múc tiếp. Ra múc nước tiếp. Được rồi bạn ơi. Thôi, ít lắm. Bây giờ đủ rồi. Đủ. Hai lỗ luôn hả? Hai lỗ rồi. Ủa? Giờ ơi, giờ làm thêm một lỗ cuối cùng nè. Tại vì ở bên đây nó bị thiếu nước á. Đó. Thiếu nước. Hai lỗ luôn hả? Ừ. Nhưng mà mình chưa có hạt giống. Trời ơi. Đó, không, đi vòng vòng tìm. Ê, hình mình như đặt mấy cái cây cỏ này mình có một cái hạt giống à. Có một hạt giống. Hai hộp. Ừ, bạn thu hoạch thêm đi. Thu hoạch hạt giống đi. Ê, chưa được, chưa gì hết mà được rồi nè. Mình bị hai cục rồi. Cái mình lấy cái kéo mình cắt cái. Đó. Cắt đẹp gì nha. Bây giờ tự nhiên Happy rảnh quá. Mình kéo cắt cỏ nè. Biết tại sao Happy đi cắt cỏ hạt giống? Không, thì mình gom cỏ lại một chỗ quá. Đó, cái xong biết mình làm nhờ. Xong rồi mình đặt ra. Vậy okay. Đó. Thông minh ơi, Creeper gần nhà chạy bạn ơi. Creeper nó ở gần nhà. Nó rớt xuống dưới đó. Nó bị rớt phải rồi. Qua mình chiến. Ừ, bạn qua bạn quấn mấy. Có sa mạc nè bạn. Có sa mạc hả? Oh no. Bây giờ mình không có cần. Creeper ơi, năn nỉ em nó Creeper. Nổ nè, cho nổ. Đáng đời. Đó. Mình lạc nhà luôn rồi, đáng rồi. Lạc nhà luôn hả? Trời, ui, chưa nhớ được một hạt giống luôn rồi nè. Mình lạc rồi. Được. Bạn lạc rồi hả? Bạn về nhà đi. À, mình tìm được nhà nè. Trời ơi, bạn đứng trước cửa mà bạn không biết được. Oh my god. Ôi, ở đằng sau nhà cho nên mình không biết. Bạn lấy được. Ô. Oh. Bạn đưa mình trồng cho bạn. Mình chỗ nào mà bị ướt á thì mới trồng được. Ở đó đó. Có bọc xương nên là rải ra đỡ mấy cái đi. Ở trong đó bạn. Oh my god. Hình như trong này hẹp quá. À. Không, vậy là được rồi. Ừ, vậy đi nha. À, khoan. Để hai bây giờ chặn lại cái lỡ như mấy con zombie nó xâm chiếm vô nhà mình sao. Đúng không? Đúng rồi. Con zombie kỳ lắm. À, Happy nói luôn cho bạn biết nha. Happy làm cái hàng rào á. Làm cái hàng rào chặn mấy con zombie. Ây da, bạn ơi. Cái gì đây? Mình dời cái giường của bạn ra chỗ khác nha. Ờ, dời giường bạn cho qua bên đó đi nha. Mình lấy bột xương bón cho cây nó. Cho hạt giống nó lớn lên. Mình lấy được mấy cái hạt giống nó rớt ra nè. Ok, bạn rưỡi đi. Nhưng mà không có đủ. Không có đủ gì vậy? Thiếu hai cục. Ừ, thiếu hai cục hả? Bạn còn bột xương không? Bột xương hả? Còn nè. Đó, cho bạn. Cho mình đi. Cho lấy đi. Rồi, ok. Oh no. Trời, bây giờ quên. Happy lắp cái cửa, Happy bị quên. Trời, tối lẹ đi. Đừng Happy ngủ nữa. Lỡ đập giường rồi. Mình thấy giờ bạn chế tạo hay không? Rồi mình ốp lại cái phút này cái. Ừ. Ốp lại cái tường thì cái tường xấu quá. Ừ, nhưng mà cái chỗ này nó sẽ bị mất. À, Happy có cách rồi. Happy sẽ chỉnh cái ạ. Cái chỗ này lại cái. Happy đi ra ngoài. Ra ngoài chặt đỡ cái cây này. Bạn ơi. Vậy hình như mình không có trồng được ở dưới. Trồng được đâu? Ở dưới đây mình không trồng được. Mình phải đục cái lỗ trên đây nó cái nó. Đâu để cho mình nó đục nắng á. Trời, bạn trồng nữa ơi. Đâu, bạn trồng thôi. Hình như mình trồng không được bạn à. Bạn trồng đi. Ừ, mình cũng nãy giờ mình cũng trồng được nữa nè. Nó bị lỗ. Ê, đừng anh ha, đừng anh ha. Không phải nó bị lỗi. Mình á, nó chưa có đều á. Nên mình chưa có trồng được. Mình cuốc rồi mà. Bạn cuốc rồi đúng không? Nhưng mà nó còn bị lỗi chứ. Đó. Cây này đây nữa. Hình như nó thiếu mấy cây xanh. Thiếu ánh sáng bạn. Không thiếu ánh sáng hả? Mình đục cái lỗ ở trên đi. Ừ, giờ bạn đào mấy cái lỗ ở trên. Xong rồi bạn đặt lá lên á. Ừ, okay đó lên. Thôi khỏi đặt lá đi. Để Happy suy nghĩ cách kìa. Ê, được rồi nè bạn ơi, trồng được rồi nè. Trời ơi, nó bị thiếu ánh sáng à. Để mình cuốc ra cái. Trời chút, để Happy thử cái nè.
Đó, giờ thu hoạch lại đặt ra. Ôi, giờ bạn để lá đi bạn. Mình hết lá rồi. Hết lá, mình có lá nè, bạn đi ra bạn trong rương nè. Bạn thu hoạch lá đi. Trời trong rương. Đó, mà Happy sẽ đặt lại cái chỗ này là đá luôn nè. Mình đặt lộn mấy cái kia kìa. Bạn đặt lộn gì vậy? Mấy cái lá để mình tỉa. Thì nhà đó. Mình tỉa đẹp không? Quá đẹp. Và tỉa quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Đúng rồi, xuất sắc luôn. Để mình lên đào mấy cục đất kia. Ây trời ơi, đặt bị hứa một cục tất hả? À. Bạn nào mà bị giống Happy là hơi bị tất á. Đúng rồi. Mà làm cái nhà bằng lá ở trên. Nhà bằng lá ở trên hả? Ây, mình đục cái lỗ mình chui xuống luôn. Đục lỗ gì mà chui xuống, có gì đó nữa bạn. Thôi cứ mình nhìn lên cái mặt chú tạm đi. Đâu? Trời ơi, cái gì vậy? Bạn chơi kỳ vậy bạn? Bạn chơi đục lỗ người ta. Đục lỗ nhà luôn. Trời ơi, bạn chơi kỳ thế. Để mình lên mình đục cái chỗ này cái. Ê, bây giờ nhà của mình có thêm một cái máy tốt nữa. Đó, bạn thấy chưa? Bạn nhìn đi đó, nhà mình có thêm một cái máy tóc nữa. Cái chùm đào cho mình ra đi. Đào cái khúc này bé. Các bạn đặt xem cái cây ở đây, cây này nó che hết rồi. Giờ hai bên làm cái xẻng cây đứng đây làm luôn. Ôi vừa đủ cái xẻng luôn, vừa đủ làm cái xẻng luôn. Oh my god. Oh no, bạn ơi đi ngủ. Quên. Trời ơi, mấy cái con này mà do là mình bay. Ngủ rồi, ở đây cái coi. Ê khoan nha, khoan chờ Happy dưới. Chờ Happy. Oh no, bạn vô ngủ rồi hả? Oh no, còn hai lỗ. Oh no, rồi sao? Đặt lại một lóc đi. Đó, lóc này đặt đỡ đi. Rồi kìa bạn, mình thôi đi ngủ nè. Và các bạn ơi, hôm nay bạn của Happy và Happy đã xây được một căn nhà tuy không đẹp nhưng mà nó cũng để mình ở được nè, đúng không? Đó, và Happy và bạn của Happy cũng trồng ruộng được nè. Nhưng mà bạn của Happy với lại Happy chưa có chế đã được tạo được cái bộ giáp sắt, chỉ chế tạo được cái nón thôi nè, thấy chưa? Happy thì chế tạo được cái cúp sắt nè, với lại cái rìu sắt với cái kiếm sắt thôi. Đó, với lại cái kéo để tỉa nữa thôi. Và các bạn ơi, các bạn có muốn Happy dẫn bạn của Happy đi sinh tồn nữa không nè? Và nếu như mà các bạn thích thì hãy nhớ like và share cho Happy nha. Giờ thì bye bye các bạn nha. Bye bye mấy bạn fan của Happy đi bạn ơi. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.